Đức Thế Tôn đã tự giác, Ngài hoằng dương giáo pháp để giác ngộ kẻ khác. Mahasihima Nikaya Chương 13 Đời sống hàng ngày của Đức Phật. Thể được xem là vị giáo chủ hoạt động tích cực và nhiệt thành nhất trên thế gian. Ngài luôn luôn bận rộn với công việc đạo pháp trọn ngày, ngoại trừ những lúc cần phải để ý đến vài nhu cầu vật chất. Chương trình hoạt động của Ngài được sắp xếp rất có quy củ và mật thước. Đời sống bên trong là hành thiền, tĩnh tâm và chứng nghiệm hạnh phúc niết bàn. Bên ngoài là phục vụ vị tha, nâng đỡ phẩm hạnh của chúng sanh trong khắp thế gian. Chính Ngài tự giác, rồi tận lực cố gắng giác ngộ người khác, dẫn dắt chúng sanh ra khỏi mọi phiền lụy của đời sống. Hoạt động hàng ngày của Đức Phật chia làm 5 giai đoạn. 1. Buổi sáng. 2. Buổi trưa. 3. Canh đầu. 4. Canh giữa. 5. Canh cuối. Buổi sáng. Thường ngày, lúc còn tảng sáng sớm, Đức Phật dùng thiên nhãn để quan sát thế gian, xem có ai cần Ngài tế độ. Nếu thấy có người cần hỗ trợ tinh thần, thì không đợi thỉnh cầu, Ngài tự ý đến để dẫn dắt người ấy vào chánh đạo. Ngài đi bộ, nhưng một đôi khi, Ngài cũng dùng phép thần thông bay lên không trung. Thông thường, chính Ngài tự ý đi đến những người ư hèn ô nhiễm, như tên cướp sát nhân hung tợn Angulimala và quỷ Alavaka, bạo tàn ác độc. Nhưng cô bé Visakha có tâm đạo nhiệt thành và nhà triệu phú cấp cô độc và những bậc thiện trí thức như Xá Lợi Phất, Mục Kiện Liên thì tìm đến Thọ Giáo để được Ngài dẫn dắt. Trong khi tế độ thế gian, nếu không có ai thỉnh về cai tăng, Đức Phật, người mà các bậc vua chúa đều tôn sùng kính nể và khấu đầu đảnh lễ mỗi khi đến trước mặt, đi trì bình khất thực trên các nẻo đường, khi thì một mình, lúc thì với chúng tăng, im lặng đứng trước cửa từng nhà, không thốt ra một lời. Ngài thọ lãnh những vật thực nào mà tâm trong sạch bố thí của thiện tính hoan hỷ sớt vào bát, rồi trở về chùa. Cho đến năm 80 tuổi, mặc dầu đau ốm bất thường, Ngài vẫn đi trì bình trong thành Vesali. Đức Phật thọ thực trước ngọ, sau đó chư vị tỳ khưu hợp lại nghe Ngài thuyết một bài pháp ngắn. Sau thời pháp, Đức Phật ban lễ quy y Tam Bảo, truyền ngũ giới, và nếu có vị nào đạt đến trình độ tinh thần đầy đủ, Ngài chỉ dẫn vào thánh đạo, con đường giải thoát. Một vài vị đến gần để xin đề một hành thiền thích hợp theo tâm tánh mình. Nếu có lời thỉnh nguyện, đôi khi Ngài cũng ban hành lễ xuất gia. Buổi trưa. Sau khi giảng dạy hoặc kêu gọi chư vị đệ tử, Đức Phật lui về tịnh thất. Nếu muốn, Ngài nằm nghiêng mình bên mặt và định thần một lát. Lúc dậy, Ngài nhập định đại bi định và dùng Phật nhãn quan sát thế gian, nhất là các vị tỳ khưu đã đi vào rừng sâu hành thiền nơi vắng vẻ và các vị đệ tử khác ở xa để hướng dẫn và khuyên dạy. Nếu có một vị ở xa cần được hỗ trợ, Ngài dùng thần thông bay đến nơi để tế độ rồi trở về tỉnh thức. Vào buổi chiều, thiện tính kéo đến nghe pháp. Do Phật nhãn, Ngài nhìn vào khuynh hướng tâm tánh của từng người trong cử tọa để thuyết pháp độ một giờ. Mỗi người nghe, dầu tâm tánh và tình cảm hoàn toàn khác nhau, đều có cảm tưởng rằng bài pháp của Đức Phật đặc biệt hướng về mình. Đó là phương pháp giảng dạy của Đức Phật. Ngài thường dùng những ví dụ, những hình ảnh hay những ngụ ngôn có liên tưởng đến đời sống hàng ngày trong nhà để giải thích giáo lý, và Ngài nhắm vào tri thức hơn là tình cảm.
Đối với người thuộc hạng trung bình, Đức Phật bắt đầu giảng về hạnh bố thí, giới luật và hạnh phúc ở các cảnh trời. Đối với người tiến bộ hơn, Ngài đề cập đến những nguy hại của thú vui vật chất và hạnh phúc của sự từ khước, buông xả, thoát ly. Với các vị đạt đến trình độ cao thượng, Ngài giảng về pháp tứ diệu đế. Trong một vài trường hợp hiếm hoi, như trường hợp của Angulimala và bà Kama, Đức Phật dùng oai lực thần thông để ảnh hưởng đến tâm của người nghe. Giáo pháp cao siêu của Đức Phật gợi nguồn cảm hứng cho cả lớp đại chúng lẫn hàng trí thức. Một thi sĩ Phật tử có hát lên những lời tán tụng như sau: đem phỉ lạc đến bậc thiện trí, tạo kiến thức cho hạng trung bình, và đánh tan đêm tối của người ngu muội. Đây quả thật là ngôn ngữ của tất cả mọi người. Cả hai lớp người, giàu và nghèo, cao sang và thấp kém, đều từ bỏ đức tin cũ của mình để hướng về thông điệp hòa bình của Đức Phật. Nền đạo pháp sơ sanh bắt đầu với năm vị đạo sĩ như hột nhân của tế bào, sớm sanh sôi nảy nở, mở rộng đến hàng triệu người, và một cách êm thấm, ôn hòa khắp miền Trung Ấn Độ. Canh đầu, từ 6 giờ đến 10 giờ đêm là khoảng Đức Phật dành riêng để các vị tỳ khưu được tự do thỉnh cầu Ngài rọi sáng những hoài nghi của mình, hỏi về những điểm phức tạp trong giáo pháp, xin đề mục hành thiền và lắng nghe thuyết giảng. Canh giữa, từ 10 giờ đến 2 giờ khuya, chư thiên và chư phạm thiên là những chúng sanh mà mắt người không thể trông thấy, từ các cảnh trời đến hầu Phật và hỏi Ngài về giáo pháp. Trong kinh sách có một đoạn thường được nhắc đi lặp lại như sau: lúc bấy giờ đêm đã khuya, một vị trời có hào quang rực rỡ đến gần Đức Phật, cung kính đảnh lễ và đứng lại một bên. Nhiều bài kinh và nhiều lời vấn đáp được ghi lại trong bộ kinh Tạp A Hàm. Canh cuối, canh cuối cùng trong đêm, từ 2 giờ khuya đến 6 giờ sáng, được chia làm 4 phần. Trong phần đầu, từ 2 đến 3 giờ, Đức Phật đi kinh hành. Từ 3 đến 4 giờ, Ngài nằm định thần, nghiêng về phía tay mặt. Từ 4 đến 5 giờ, Ngài nhập đại bi định và rải tâm từ đến khắp nơi, làm êm dịu tâm trí tất cả chúng sanh. Sau đó, Ngài quan sát thế gian bằng Phật nhãn, xem coi có thể tế độ được ai. Những người đạo hạnh và những người cần đến, dầu ở cách xa thế nào, Ngài cũng nhận ra và mở lòng bi mẫn, tự ý đến với họ để đem lại sự nỗ lực cần thiết. Như vậy, trọn cả ngày, Đức Phật luôn luôn bận rộn với nhiệm vụ đạo đức. Ngài chỉ ngủ 1 giờ đồng hồ, trong 2 giờ tròn, buổi sáng và lúc bình minh. Ngài đượm nhuần toàn thể thế gian với tâm từ vô lượng và đem hạnh phúc đến cho hàng triệu chúng sanh. Tự nguyện sống đời nghèo nàn, đi trì bình khất thực mà không làm phiền đến ai, rày đây mai đó, 8 tháng trời liền trong năm để hoằn khai diệu pháp. Ngài không ngừng gia công để đem lại điều tốt đẹp và hạnh phúc cho tất cả. Chỉ đến ngày nhập diệt vào năm 80 tuổi thọ, theo kinh Dhammaradipika, canh cuối trong đêm được chia làm 4 phần như đã miêu tả ở trên. Theo các bản chú giải, canh cuối được chia làm 3 phần. Trong canh 3, Ngài nhập đại bi định.